Đổ mồ hôi ban đêm cảnh báo vấn đề sức khỏe chị. Chứng ngưng thở khi ngủ, rối loạn nội tiết tố, bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính là một số nguyên nhân khiến bạn bị đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm. Tiến sĩ Aarthi Ram, chuyên gia y học giấc ngủ tại Houston Methodist cho biết, việc thay đổi nhiệt độ cơ thể khi bạn ngủ là bình thường và đôi khi điều này có thể dẫn đến đổ mồ hôi. Mặc dù gây khó chịu, tình trạng này vô hại nếu do môi trường quá nóng khi ngủ. Nhưng khi tình trạng này xảy ra thường xuyên, kèm theo các triệu chứng bất thường khác, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay, nó có thể cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng. 1. Mãn kinh. Theo Mayo Clinic, đổ mồ hôi ban đêm thường liên quan do sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh ở nữ giới. Sự sụt giảm hormone estrogen trong thời kỳ này ảnh hưởng khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Hơn 80% phụ nữ trong giai đoạn này có cảm giác bốc hỏa, nóng trong đột ngột, dữ dội. Khi những điều này xảy ra vào ban đêm, chúng gây đổ mồ hôi. Nó không phải điều đáng lo ngại nhưng có thể gây khó chịu. Để làm giảm điều này, bạn nên tránh các tác nhân gây đổ mồ hôi như rượu, thức ăn cay, caffeine và hút thuốc. Bạn cũng cần giữ phòng ngủ mát mẻ, mặc quần áo mỏng để cơ thể luôn thoáng mát. Nếu thức dậy trong tình trạng đổ mồ hôi, bạn hãy để cổ, bàn chân thoáng khí, uống cốc nước lạnh, đắp khăn mát lên đầu hoặc dội nước lạnh lên cổ tay. 2. Rối loạn nội tiết tố. Tình trạng này có thể khiến cơ thể khó điều chỉnh thân nhiệt bình thường, dễ dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm. Nhiệt độ cơ thể được điều chỉnh bởi vùng dưới đồi, khu vực trong não sản xuất hormone. Khi nội tiết tố bị mất cân bằng, đôi khi vùng dưới đồi không thể điều chỉnh thân nhiệt chính xác. Các rối loạn nội tiết tố có thể gây đổ mồ hôi đêm bao gồm cường giáp, u tủy thượng thận, hội chứng carcinoma, khối u trong hệ thống nội tiết. Nếu bạn gặp các triệu chứng khác của mất cân bằng nội tiết tố như thay đổi cân nặng hoặc đau đầu, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. 3. Nhiễm trùng. Nếu bạn bị bệnh do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, cơ thể sẽ tăng nhiệt độ bên trong để chống lại nhiễm trùng. Sự gia tăng thân nhiệt có thể dẫn đến đổ mồ hôi. Các bệnh nhiễm trùng khác như HIV, lao, bạch cầu đơn, nhân tạo, ra chất cytokine. Hóa chất này có tác dụng chống lại nhiễm trùng, gây sốt và đổ mồ hôi đêm. Tiến sĩ Somamanda, bác sĩ nội khoa tại Scientific medical Group ở Berkeley New Jersey, Mỹ cho biết. 4. Sử dụng thuốc. Nghiên cứu năm 2018 cho thấy thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin, thuốc chống trầm cảm, ảnh hưởng các vùng não sản xuất hormone, kiểm soát nhiệt độ và đổ mồ hôi. 14% người dùng loại này bị đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt vào ban đêm. Một số loại khác có thể gây tình trạng này bao gồm thuốc trị đau nửa đầu, tiểu đường, tăng huyết áp. Nếu thuốc đang dùng gây đổ mồ hôi ban đêm, bạn nên mặc quần áo mỏng và giữ phòng mát mẻ. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê thuốc khác thay thế cho bạn. 5. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Theo West, đổ mồ hôi nhiều đặc biệt vào ban đêm có thể cảnh giác bạn mắc chứng bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cùng với đổ mồ hôi, trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ở chua, đau thắt ngực, khó nuốt, trào ngược, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề về hô hấp. Bạn nên đi khám nếu gặp phải những triệu chứng này ít nhất 2 lần một tuần hoặc tình trạng trào ngược nặng xảy ra ít nhất 1 lần một tuần. 6. Chứng ngừng thở khi ngủ. Đây là tình trạng khiến bạn ngừng thở khi ngủ, thường xảy ra nhiều lần trong một đêm. Nó có thể gây ra các vấn đề như đổ mồ hôi đêm, cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, ngủ không yên, khó thở, đau đầu. Nếu không được điều trị, tình trạng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như hen suyễn, vấn đề về tim mạch. 7. Rối loạn thần kinh. Trong một số trường hợp hiếm, đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu của các vấn đề thần kinh bao gồm đột quỵ, chứng khó đọc tự chủ, bệnh thần kinh tự trị và Syringomyelia, gọi là gõng tủy sống hậu chấn thương. Ngoài đổ mồ hôi, bạn có thể nhận biết tình trạng này khi gặp các triệu chứng khác như chán ăn, mất ý thức, chóng mặt, yếu cơ, tê và ngứa ren ở tay và chân. 8. Bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính. Theo CNN, Đây là dạng bệnh ung thư xảy ra ở một số loại tế bào bạch cầu gọi là lympho. Bạch cầu lymphocytic mãn tính phát triển chậm và ít có triệu chứng tại thời điểm chẩn đoán. Thay vào đó, nó thường được phát hiện khi kết quả xét nghiệm máu định kỳ của bạn cho thấy số lượng tế bào bạch cầu cao bất thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đổ mồ hôi ban tim có thể xuất hiện trước khi bạn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu này. Nếu bạn bị triệu chứng này trong vài tuần, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu khác như giảm cân, mệt mỏi, bầm tím, hạch bạch huyết phát triển và lá lách to, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm. Bệnh này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng. Kết quả, bạn có thể bị sốt, đổ mồ hôi vào ban đêm do cơ thể phản ứng chống lại nhiễm trùng.